Bạn có biết tại Việt Nam có đến hơn 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Cứ 100 người trưởng thành thì có khoảng 5 người bị viêm khớp dạng thấp, thường xảy ra ở những người có độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh khớp cao gấp 2 đến 3 lần so với nam giới, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Tỷ lệ người béo phì có nguy cơ mắc các bệnh về khớp cao hơn so với người bình thường. Thực tế, ai trong chúng ta cũng có thể mắc bệnh về khớp. Bạn có thực sự quan tâm đến vấn đề này chưa? Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khớp trong cơ thể. Như chúng ta đã biết, bộ xương đóng nhiều vai trò quan trọng cho cơ thể như tạo dáng cơ thể, bảo vệ cơ quan nội tạng, chỗ neo bám của các bó cơ và là nguồn dự trữ canxi dồi dào. Bộ xương luôn thay đổi vì quá trình tạo xương mới và hủy xương cũ thường xuyên diễn ra liên tục. Cơ quan nội tạng chúng ta được bảo vệ và nâng đỡ bởi một bộ khung xương vững chắc. Mọi hoạt động, đi đứng, chạy nhảy là nhờ bộ khung xương này và đặc biệt rất linh hoạt nhờ các khớp. Vậy khớp là gì? Khớp là điểm kết nối giữa các xương với nhau. Khớp chứa nhiều mô liên kết, dây chằng, gân và sụn để hỗ trợ chuyển động linh hoạt của cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, ước tính có khoảng 250 đến 350 khớp ở một người bình thường. Theo mức độ hoạt động chức năng, các khớp được chia thành 3 loại: khớp động, khớp bán động và khớp bất động. Khớp động hay còn gọi là khớp hoạt dịch. Đây là khớp chứa các chất lỏng hoạt dịch để hỗ trợ việc di chuyển khớp mà không gây ra ma sát và tổn thương. Khớp động là khớp phổ biến nhất trong cơ thể, bao gồm khớp vai, khớp gối. Khớp bán động hay còn gọi là khớp sụn. Các khớp này có nhiệm vụ giữ chặt hai đoạn xương lại với nhau để hạn chế việc di chuyển. Các đốt sống là khớp bán động phổ biến. Khớp bất động, đây là các khớp cố định và không thể chuyển động trong suốt thời gian tồn tại và phát triển. Khớp bất động điển hình là các khớp giữa xương sọ. Trong các khớp thì khớp gối là khớp lớn nhất trong cơ thể và rất dễ bị tổn thương bởi các lực tác động. Hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo khớp gối để có những cách bảo vệ khớp đúng đắn. Cấu tạo của khớp gối bao gồm các thành phần chính: sụn khớp, bao hoạt dịch chứa dịch khớp, bao khớp và dây chằng. Sụn khớp là lớp mô trong suốt, vừa cứng vừa bền dai nhưng lại đàn hồi tốt, bao lấy đầu xương để ngăn các xương tiếp xúc trực tiếp với nhau, giúp khớp vận động dễ dàng. Sụn khớp bao gồm các thành phần chiếm tỷ trọng như sau: nước 65% đến 80%, collagen 10% đến 20%. Collagen có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định, vững chắc cho sụn. Proteoglycan 10% đến 15%. Proteoglycan là các chất căn bản của sụn khớp, nguyên liệu chủ yếu trong quá trình tái tạo mô sụn. Tế bào sụn nhỏ hơn 10%. Tế bào sụn làm nhiệm vụ sản xuất các chất collagen, proteoglycan. Sụn đóng vai trò như lớp đệm bảo vệ, giúp giảm chấn động và tránh sự cọ sát giữa hai đầu xương khi khớp cử động. Tuy quan trọng như vậy, sụn lại không chứa mạch máu hay dây thần kinh nên không được máu nuôi trực tiếp, chỉ tiếp nhận dinh dưỡng thẩm thấu từ tổ chức xương dưới sụn, màng hoạt dịch, dịch khớp. Do vậy, sụn rất dễ bị thoái hóa âm thầm theo thời gian mà không có dấu hiệu nào. Bao hoạt dịch là một túi nhỏ chứa dịch khớp trong suốt có độ nhờn cao với thành phần chính là axit hyaluronic. Với hàm lượng từ 2,5 đến 4mg trên 1ml dịch khớp. Vai trò chính của bao hoạt dịch là làm giảm ma sát giữa các sụn khớp của khớp trong quá trình vận động. Ngoài ra, bao hoạt dịch còn giúp cung cấp các dưỡng chất cho các thành phần bên trong khớp và đào thải chất thải ra ngoài khớp. Dây chằng là tổng hợp các mô liên kết sợi cứng, chủ yếu là các phân tử collagen dài và dai. Dây chằng có tác dụng như những dải băng co giãn, có nhiệm vụ kết nối các khớp xương, cố định và bảo vệ đầu khớp. Bao khớp là lớp màng bao bọc quanh khớp, giữ các xương lại với nhau. Đồng thời, chúng đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ sụn khớp khỏi những tác động từ các gốc tự do, độc tố xâm nhiễm vào trong khớp. Hiện nay, tỷ lệ người mắc các bệnh về khớp ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa. Các nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh về khớp như tuổi tác. Theo thời gian, các cấu trúc quan trọng của khớp bị lão hóa,
đặc biệt là sụn khớp để bào mòn, gây thoái hóa khớp và gây viêm dẫn đến đau nhức. Màng hoặc dịch bị rách gây tình trạng tràn dịch khớp khiến vận động khó khăn. Theo thời gian, dịch khớp cũng giảm đi, gây khô khớp, cứng khớp, đau khớp. Thừa cân béo phì. Khi trọng lượng cơ thể vượt quá mức giới hạn cho phép sẽ làm gia tăng áp lực lên các khớp, đặc biệt là khớp gối, khớp háng và cột sống. Áp lực này khiến cho phần sụn khớp bị bào mòn, phần xương dưới sụn cũng vì thế mà nhanh chóng bị tổn thương. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp ở người trẻ tuổi. Lao động nặng thường xuyên. Lao động nặng thường xuyên làm tăng áp lực lên các khớp, xương đốt sống, xương bả vai và gây tổn thương. Một số triệu chứng thường gặp nhất bao gồm đau mỏi khớp, biến dạng khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị để đệm, vân vân. Làm việc sinh hoạt sai tư thế. Làm việc sinh hoạt sai tư thế gây nên sức ép cho cột sống, lâu dần dẫn đến thoái hóa cột sống, gây đau nhức xương khớp. Làm việc sinh hoạt sai tư thế, lười vận động cũng là nguyên nhân dẫn đến các khớp bị suy giảm chức năng và dần dần thoái hóa, gây đau đớn. Thiếu hụt các chất dinh dưỡng. Thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe khớp như glucosamine, chondroitin, acid hyaluronic, vitamin C, omega 3, vân vân, dẫn đến thiếu hụt nguồn nguyên liệu cho sụn khớp, gây khô khớp, gia tăng mối nguy thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Bệnh lý cơ xương khớp là bệnh nghề nghiệp phổ biến nhất thế giới và có tính chất báo động. Đặc biệt ở dân văn phòng, tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp lên đến 65%. Tỷ lệ ngày càng gia tăng do ngồi làm việc sai tư thế khi sử dụng máy tính trong thời gian dài. Hãy cùng nhìn lại các tư thế sinh hoạt không đúng và tư thế sinh hoạt đúng nhé. Tư thế không đúng ảnh hưởng lên các khớp và dây chằng, gia tăng nguy cơ bệnh xương khớp như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, viêm xương khớp, đau cổ vai, đau lưng, gia tăng lão hóa xương khớp. Ngược lại, giữ gìn tư thế đúng là một việc rất quan trọng, giúp làm giảm sự hao mòn của sụn khớp, giảm căng thẳng dây chằng, ngăn ngừa mỏi cơ, hỗ trợ lưng và cột sống khỏe mạnh. Ngoài việc giữ gìn tư thế đúng, chúng ta cần thực hành thêm một số bí quyết sau để cải thiện sức khỏe khớp như hoạt động thể chất, giúp tăng cường sức mạnh cho mô sụn, hỗ trợ các khớp, tăng sức mạnh cho cơ bắp, giúp chúng ta có hệ cơ xương khớp chắc khỏe, duy trì cân nặng hợp lý. Các nghiên cứu cho thấy, giảm cân giúp giảm đau nhức đầu gối, viêm khớp, kiểm soát căng thẳng. Khi căng thẳng, cơ thể sản sinh ra hormone cortisol. Hormone này có thể làm suy giảm tổng hợp collagen, thành phần quan trọng cho sụn khớp khỏe mạnh. Không hút thuốc. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Bên cạnh đó, hút thuốc lá tăng nguy cơ viêm bao hoạt dịch, viêm gân, đau lưng, viêm khớp dạng thấp. Áp dụng chế độ ăn kháng viêm. Hạn chế ăn các thực phẩm gây viêm như đường, chất béo không lành mạnh như chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Đồng thời cần tăng cường sử dụng các thực phẩm kháng viêm giàu chất chống oxy hóa như trái cây, rau quả, chất béo lành mạnh, omega 3 có trong quả bơ, dầu ô liu, cá, các loại hạt. Bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của khớp. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn ở phần tiếp theo của khóa học mang tên dinh dưỡng cho khớp nhé. Khớp khỏe mạnh giúp cho cơ thể chuyển động linh hoạt và uyển chuyển. Các dưỡng chất cần thiết cho khớp khỏe mạnh giúp nuôi dưỡng và tái tạo sụn khớp bền dai và đàn hồi. Tăng dịch nhờn cho khớp, giúp bôi trơn giảm ma sát, giảm đau chống viêm hiệu quả. Các dưỡng chất chủ đạo cùng hiệp lực để thực hiện các vai trò trên bao gồm glucosamine, chondroitin, acid hyaluronic, chiết xuất nhũ hương, vitamin C. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vai trò các dưỡng chất đối với khớp như thế nào nhé. Đầu tiên là dưỡng chất glucosamine. Glucosamine là gì? Glucosamine là hợp chất tự nhiên được sản sinh trong cơ thể từ đường gluco và acid amin glutamine. Ngoài ra, glucosamine còn tìm thấy trong tự nhiên, có nhiều ở vỏ, đuôi, xương của các loài giáp xác như tôm, tôm hùm, cua biển, vân vân. Có trong các dạng sụn như tai, mõm, mô khớp của động vật. Vậy công dụng của glucosamine đối với sức khỏe khớp là gì? Glucosamine là tiền chất để nuôi dưỡng và tái tạo sụn khớp. Glucosamine là tiền chất để tổng hợp nên glycosaminoglycan. Từ đó tổng hợp nên proteoglycan,
Proteoglycan là thành phần chính nuôi dưỡng và tái tạo sụn khớp, giúp bảo vệ các đầu xương, giảm chấn động lên các xương trong cơ thể, tạo sự đàn hồi và khỏe mạnh cho cấu trúc khớp. Ngoài ra, glucosamine tăng sản xuất dịch khớp, giúp bôi trơn và giảm ma sát. Glucosamine là thành phần tạo nên dịch khớp, giúp tăng sản xuất dịch khớp, tăng khả năng bôi trơn và giảm ma sát sụn khớp, giúp các khớp vận động linh hoạt hơn. Lão hóa khớp cần bổ sung thêm glucosamine vì cơ thể không sản xuất đủ. Glucosamine được gọi là đường amin, được sản sinh tự nhiên trong cơ thể và là thành phần cấu tạo nên sụn khớp, dịch khớp. Trong tự nhiên, glucosamine có nhiều ở vỏ tôm, cua, vì vậy rất khó để bổ sung glucosamine từ nguồn thức ăn thông thường. Khi lão hóa, cơ thể không sản xuất đủ glucosamine, làm cho lớp sụn khớp bị bào mòn, gây viêm khớp, đau khớp. Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy glucosamine giúp cơ thể chuyển động linh hoạt, uyển chuyển, thoải mái. Glucosamine là tiền chất để nuôi dưỡng, tái tạo sụn khớp bền dai, đàn hồi. Glucosamine còn giúp tăng dịch dờn cho khớp, làm bôi trơn, giảm ma sát sụn khớp, tạo sự thoải mái, linh động cho khớp khi di chuyển. Mọi hoạt động hàng ngày như đi lại, lên xuống cầu thang, nhón chân với lấy đồ trên tủ hay cúi xuống nhặt đồ lên sẽ gặp trở ngại khi khớp của bạn có vấn đề. Vì vậy, bằng cách bắt đầu bổ sung glucosamine từ các sản phẩm của Nutrilite, chúng ta có thể kéo dài sự linh hoạt, uyển chuyển của khớp khi ngày càng lớn tuổi. Hãy bổ sung glucosamine ngay hôm nay nhé! Theo các nghiên cứu, liều dùng glucosamine được khuyến nghị như sau. Để cải thiện sức khỏe khớp và giảm đau khớp, liều dùng từ 500 đến 1.500mg mỗi ngày. Giảm triệu chứng viêm xương khớp, liều dùng từ 800 đến 1.500mg mỗi ngày. Và chúng ta không nên tiêu thụ quá 2.000mg glucosamine mỗi ngày. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về dưỡng chất chondroitin. Chondroitin là gì? Chondroitin là hợp chất tự nhiên được sản sinh trong cơ thể thuộc nhóm proteoglycan, được cấu tạo bởi chuỗi dài gồm nhiều đơn vị kết hợp đường và protein. Ở cơ thể con người, chondroitin là thành phần được tìm thấy ở sụn khớp, xương, da, giác mạc mắt và thành các động mạch. Trong tự nhiên, chondroitin được tìm thấy trong sụn cá, vây cá, sụn động vật và xương động vật. Đặc biệt, chondroitin chiết xuất từ sụn cá mập là nguồn chondroitin chất lượng cao. Công dụng của chondroitin đối với sức khỏe khớp. Chondroitin giúp kích thích tổng hợp proteoglycan, collagen. Đây là các thành phần chính tạo nên lớp sụn đệm. Sụn chứa khoảng 65% đến 80% là nước. Chondroitin làm nhiệm vụ chuyển hóa nước và chuyển hóa dinh dưỡng nuôi sụn, làm cho sụn có độ mềm dẻo, vững vàng, kích thích các cơ chế nuôi dưỡng, tái tạo và sửa chữa sụn khớp bị tổn thương. Ngoài ra, chondroitin còn có một vai trò khác cực kỳ quan trọng là khả năng ức chế hoạt động các enzyme tiêu sụn. Do quá trình lão hóa và sự tấn công của các gốc tự do, các enzyme tiêu sụn hoạt động mạnh và phá hủy lớp sụn đệm, gây nên thoái hóa khớp. Nếu chúng ta bổ sung đầy đủ chondroitin, thì thành phần này sẽ ức chế, ngăn không cho các enzyme phá hủy lớp sụn đệm, góp phần ngăn ngừa nguy cơ bệnh xương khớp. Hãy cùng tìm hiểu dưỡng chất tiếp theo, axit hyaluronic. Axit hyaluronic là một glucopolysaccharide được tổng hợp từ tế bào sụn khớp, là thành phần cấu tạo nên dịch khớp, có khả năng giữ một lượng nước gấp 1.000 lần trọng lượng của nó, tạo ra dịch nhờn bôi trơn, giúp các khớp cử động thuận lợi và gánh chịu tải trọng. Axit hyaluronic được sản xuất tự nhiên trong cơ thể người và được tìm thấy trong mọi tế bào của cơ thể, đặc biệt là sụn, xương, dịch khớp, gân, dây chằng, các mô liên kết. Nguồn cung cấp axit hyaluronic trong tự nhiên như đậu nành, khoai tây, khoai lang, trái cây họ cam, quýt, bơ, các loại hạt, vân vân. Công dụng của axit hyaluronic đối với sức khỏe khớp. Axit hyaluronic là thành phần cấu tạo nên dịch khớp, giúp hấp thụ và giữ lượng nước trong khớp xương, tạo độ nhờn cho dịch khớp, giúp bôi trơn cho sụn khớp và phủ trên bề mặt sụn khớp như đệm giảm sóc. Axit hyaluronic có các tính chất nhớt và đàn hồi tùy thuộc vào lực tác động. Nếu tác động một lực lớn thì nó có tính chất đàn hồi, còn nếu tác động một lực nhẹ thì nó như là dầu bôi trơn. Bên cạnh đó, axit hyaluronic giúp dẫn truyền chất dinh dưỡng từ dịch khớp đến nuôi dưỡng cho sụn khớp.
khi khớp bị thoái hóa, số lượng và chất lượng axit hyaluronic trong dịch khớp bị giảm chỉ còn một nửa đến 2/3 so với bình thường. Do đó xảy ra hiện tượng dịch khớp giảm độ nhờn và mất khả năng bảo vệ sụn khớp. Cùng tìm hiểu đến chiết xuất nhũ hương nhé. Nhũ hương còn được gọi là hương trầm, được làm từ nhựa cây Boswellia, phát triển ở vùng núi khô, Ấn Độ, Châu Phi và Trung Đông. Terpene và axit boswellic là các hợp chất có đặc tính kháng viêm mạnh nhất trong nhũ hương. Công dụng chiết xuất nhũ hương. Với đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, chiết xuất nhũ hương giúp giảm viêm khớp, ức chế enzyme gây viêm trong cơ thể, gây đau khớp và khó chịu. Chính vì vậy, chiết xuất nhũ hương giúp giảm các triệu chứng viêm xương khớp giảm thấp, rất hữu ích trong giảm đau khớp, giảm xương khớp, cải thiện khả năng vận động. Cuối cùng là dưỡng chất vitamin C. Vitamin C là gì? Vitamin C có tên khoa học là acid L-ascorbic, là vitamin hòa tan trong nước, có thuộc tính chống oxy hóa và cơ thể không tự tổng hợp được mà cần phải bổ sung từ thức ăn. Công dụng vitamin C đối với sức khỏe khớp. Vitamin C rất quan trọng đối với sự chuyển hóa protein bình thường và tổng hợp collagen, thành phần chủ đạo của mô sụn. Vitamin C có thuộc tính chống oxy hóa, giúp dập tắt các gốc tự do, hạn chế giảm viêm ở các khớp. Acerola cherry và các loại quả có múi như cam, chanh, bưởi, quýt là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và dưỡng chất thực vật mang lại hiệu quả chống oxy hóa, bảo vệ sụn khớp. Với nhịp sống hối hả hiện nay, cùng với môi trường khắc nghiệt, lối sống không lành mạnh, dinh dưỡng không hợp lý, làm đẩy nhanh tình trạng lão hóa và gia tăng các mối nguy sức khỏe xương khớp. Các chất dinh dưỡng chủ đạo chăm sóc sức khỏe xương khớp như glucosamine, chondroitin, acid hyaluronic đều là các chất mà cơ thể chúng ta tự sản sinh được. Tuy nhiên, khi lão hóa thì khả năng sản xuất các chất dinh dưỡng này giảm dần, dẫn đến không cung cấp đủ cho cơ thể và chúng ta cần phải bổ sung từ nguồn cung cấp bên ngoài. Tuy nhiên, trong tự nhiên, glucosamine có nhiều ở vỏ, đuôi, xương của các loài giáp xác như tôm hùm, cua biển, vân vân, có trong các dạng sụn như tai, mõm, mô khớp của động vật. Chondroitin có trong sụn cá, vây cá và xương động vật. Đây là những phần khó nhai, khó tiêu hóa nên nhiều nước trên thế giới không sử dụng đến loại thức ăn này. Và điều này gia tăng sự thiếu hụt của các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe khớp.